Xin chào tất cả các bạn. Trên đoạn đường vào thành phố mới, đường Phạm Ngọc Thạch, các bạn có nhìn thấy một hãng Hyundai showroom mới vừa khai trương không? Hôm nay ngẫu nhiên mình mới được một đoạn clip về trưng bày và trình diễn ô tô của hãng Hyundai, trông rất là đẹp, rất là hoành tráng, điệu nghệ và sạch sẽ sang trọng. Các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, xem video nhiều vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn, hãy xem đăng ký nếu như bạn thích nhé. Bye bye.